Thuyền trưởng tàu du lịch bị kết tội ngộ sát trong vụ cháy tàu khiến cho 34 người thiệt mạng. Thuyền trưởng của chiếc tàu chở người đi lặn biển vốn đã bị cháy và chìm gần bờ biển California vào năm ngoái, khiến cho 34 người thiệt mạng đã bị kết tội ngộ sát vào thứ Ba 1 tháng 12 vì trách nhiệm liên quan trong sự việc được cho là một trong các thảm họa hàng hải gây chết người nhiều nhất trong lịch sử hiện đại Hoa Kỳ. Ông Jerry Boland bị truy tố 34 tội ngộ sát vì thiếu trách nhiệm, lơ là, bất cẩn do không huấn luyện thủy thủ đoàn, không diễn tập đối phó hỏa hoạn và không chỉ định người gác đêm trên con tàu Conception khi đám cháy xảy ra vào ngày 2 tháng 9 năm 2019. Công tố viên liên bang Nick Hanna tuyên bố do thuyền trưởng Boland không tuân thủ các quy định an toàn. Chuyến du lịch đã trở thành thảm họa khi mọi hành khách và một nhân viên tàu bị kẹt bên dưới tầng hầm và không có lối thoát. Ông Boland và 4 nhân viên, tất cả đều đang ngủ khi vụ cháy xảy ra, đã chạy khỏi tàu sau khi gọi điện thoại cầu cứu. Toàn bộ 33 hành khách và một nhân viên tàu đã bị thiệt mạng trong dãy phòng ngủ bên dưới boong tàu. Vụ cháy tàu xảy ra trong đêm cuối cùng của chuyến đi lặn biển dài 3 ngày nhân kỳ nghỉ lễ lao động năm 2019, gần đảo Santa Cruz thuộc Santa Barbara, California.